Hai chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Ta Cho Chấm Cơm. Thì trong video này mình sẽ trên tay đi review cho các bạn về một cái sản phẩm khá là nổi gần đây luôn. Đó là đùi gà muối cay tứ xuyên ha. Thì cái sản phẩm này mình mua với mức giá là 0 đồng do bữa hôm ngày 9 tháng 9 á. Thì nó sẽ có những cái mã để các bạn có thể áp mua được hàng 0 đồng thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi. Thì mình mua cái sản phẩm này giá 0 đồng, hiện tại mình tham khảo thì cái giá nó tầm khoảng 11 ngàn cho cái đùi này ha. Thì mình cũng đã đặt thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ trứng muối, chân gà, cánh gà, cổ gà gì đó, thì mình sẽ review cho bạn trong những cái video sau. Thì mỗi video thì mình sẽ review cho bạn một cái sản phẩm như vậy ha. Bây giờ mình cùng mở, các bạn mở cái này ra. Cái sản phẩm này thì cái tên ở đây, cái giá 0 đồng đây. Đóng gói thì cũng đơn giản thôi các bạn. Đây là bên trong của cái sản phẩm của chúng ta. Thì các bạn thấy, đầu tiên thì các bạn thấy ha, ở đây thì nó sẽ có về cái thông tin, ví dụ giống như là cái thương hiệu của nó nè, và có những cái thông tin từ tiếng Đài Loan hay là Trung Quốc gì đó. Trọng lượng nó để là bằng hoặc là cao hơn thấp hơn 45g một tí ha. Qua đây để toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Thì đây nó có để những cái thành phần cũng giống như là khi mà các bạn mua về á, thì đây nó có để cái ngày sản xuất cũng giống như là cái hạn sử dụng gì đây nè, để các bạn có thể tham khảo được. Sản xuất hồi tháng 7 năm 2019 thì các bạn sử dụng được khoảng 9 tháng, theo cái nhà bán hàng thì họ nói là khoảng 9 tháng kể từ ngày sản xuất ha. Thì mình thấy khá là hay thì mình cũng mua về để review cho các bạn. Thì các bạn biết á, đối với những cái món mà ở tỉnh Trùng Khánh Trung Quốc á, Tứ Xuyên Trùng Khánh Trung Quốc á, thì nó cũng khá nổi tiếng về những cái đồ ăn, thức ăn nhanh như vậy. Cũng giống như là cái hương vị của họ thì đặc trưng. Ví dụ giống như ở đây có thấy để ớt nè, cái này là chắc chắn là khá là cay, cái này là ha hồi vậy nè. Nên cái mùi vị của nó sẽ hơi khác biệt so với những cái thực phẩm mà ăn liền ở Việt Nam. Thì khi mà các bạn ăn thì các bạn cũng chú ý ha. Mình nghĩ này là khá là cay, các bạn mà mua rồi á, review thì nói ăn cũng rất là ngon. Nên mình cũng mua về review thử để xem như thế nào, mùi vị nó ra sao thì mình sẽ review cho các bạn trong video này ha. Thì bây giờ mình cùng xé ra để thưởng thức thôi các bạn. Đây bây giờ mình cùng các bạn xé ra ha. Thì cái này nó có một cái dấu xé nè, thì các bạn thấy không? Bạn chỉ cần xé cái này ra ha. Thì các bạn lấy ra thì bên trong nó sẽ còn một cái bịch như vậy nữa. Thì họ đóng gói hai lớp thì nhìn cũng là khá là xịn ha. Nhìn chắc có vẻ là ngon đó. Đấy bạn, thì bây giờ còn cái này thì mình cũng xé ra, nó có một cái dấu nữa, các bạn xé ra luôn ha. Nó khi mà các bạn ăn thì mình nghĩ là các bạn nặng như vậy và các bạn sẽ cầm luôn cái phần này để cho nó đỡ dơ ha. Và đây là bên trong của sản phẩm của nó, thì các bạn nhìn màu sắc nhìn cũng rất là ngon. Nhìn mở ra thì các bạn thơm cái mùi đặc trưng từ những cái món lẩu hay là những cái món phá lấu giống như thịt gà mà kho tàu với các bạn, thì các bạn sẽ có một cái mùi thơm như vậy, đặc trưng, khá đặc trưng của bên Trung Quốc luôn. Thì đây bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử xem cái hương vị của nó như thế nào, mình sẽ đánh giá cho các bạn ha. Đây. Rất là cay. Cái mùi vị đặc trưng từ những cái món, các bạn nào mà có ăn những cái lẩu của Trung Quốc hay là ăn những cái gói mì Trung Quốc thì phải nói là cái mùi này khá đặc trưng từ những cái sản phẩm đó. Cái mùi cay mà phải nói cay là xé lưỡi luôn các bạn. Cái sản phẩm thì chắc chắn là những cái bạn nhỏ thì sẽ không ăn được. Cái mức giá thì nó cũng sẽ có nhiều cái nơi nó bán giá thấp giá cao với nhau, tùy theo các bạn nào số lượng nhiều thì có thể chắc cái shop kêu shop giảm chút đỉnh hay là tặng thêm một cái hai cái gì đó. Cái sản phẩm này phục vụ là các bạn mua về là xé ra ăn liền thôi, không cần làm gì hết. Cái sản phẩm này thì các bạn mua về để làm mồi nhắm nè, hay là ăn liền thì đều ok. Làm mồi giấm này các bạn có thể nhậu nhẹ nhẹ những cái buổi tiệc nhẹ nhẹ gì đó, thì nó cũng khá là phổ biến trong những cái món ăn của Trung Quốc. Có bạn thì nói cái sản phẩm này nó không rõ nguồn gốc xuất xứ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm này. Khi mà ăn thì mình nghĩ chắc cũng không thành vấn đề, tại vì họ đã sản xuất thì họ bán, thì các bạn ăn thì nó cũng không sao. Những cái sản phẩm này thì mình thấy có ISO này kia đầy đủ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những thông tin của cái hãng này trước khi mà các bạn mua về sử dụng ha. Thì ngoài cái video này mình sẽ review thêm những cái video về đồ ăn Trung Quốc khác. Thêm sau những video này thì mình sẽ làm thêm những cái video về trứng nè, hay là những cái video về cánh gà, ức gà, cổ gà vậy đó, mình sẽ mua về để review tới cho bạn ha. Đó, thì sau những một hồi mình ăn thì mình thấy khá là khai và nó khá là, những bạn nào thích ăn khai thì chắc ok. Còn những bạn nào mà ăn khai hơi dở dở như mình thì có thể hơi khai quá so với các bạn. Thì trong video này
mình cũng đã mua, không giống như là review ăn thử cái đùi gà cay tứ xiên của bên Trung Quốc với mức giá là mình mua 0 đồng ha. Còn bạn muốn mua bây giờ thì giá tầm khoảng 11 ngàn một cái, trọng lượng tầm khoảng 38-40 gram. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hữu ích cho các bạn, thì các bạn bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh Tây Ba Chấm Cơm của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye các bạn. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.